Nhất Huế. Tôi cảm thấy rằng rất là nóng, mặc dù là cái gương mặt bạn ấy gần như là không thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng mà sức nóng vẫn đang lan tỏa khắp khán phòng của chúng ta, không chỉ từ những ngọn lửa phượt lên đâu mà chính từ giọng hát đầy nội lực của bạn ấy. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều và xin cảm ơn ban nhạc đã mang đến cho chúng ta một phần trình diễn thật là tuyệt vời. Tôi thấy có một người khán giả rất là cuồng nhiệt với phần trình diễn của bạn á, bạn biết là ai không? Là chú Đức Huy ạ. Nếu như vậy thì bây giờ không biết rằng bạn có muốn rằng mời nhạc sĩ Đức Huy cùng thể hiện lại với bạn một đoạn trong bài hát vừa rồi không? Yeah. Một tràng vỗ tay thật to cho nhạc sĩ Đức Huy. À, vừa rồi thì khi mà thấy Nhật Thủy trình diễn là anh Đức Huy rất là sung, rất là máu lửa cùng với bạn ấy. Đây là một bài hát mà tôi đã say nó mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà chẳng riêng gì tôi, nhưng mà rất là nhiều người đã yêu thích nhạc rock and roll. Đây người ta bảo là sweet old rock and roll, đó. Nghe là sướng thôi. Và đây là phụ kiện dành cho anh nè, đây, mời anh. Đúng. Được chưa? Vỗ tay mạnh lên thưa quý vị. Yeah. I think of you every night and day. Took my heart, then you took my pride away. Yeah, 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 yeah. You, I, myself, for loving you, can't break free from the things that you do. Woo! I wanna walk, but I run back to you. That's why I hate myself for loving you. I love you, you. Vậy ngay bây giờ thì xin mời nhạc sĩ Đức Huy hãy cho ý kiến về tiết mục vừa rồi ạ. Là một tiết mục nóng, giống như là mấy cái ngọn lửa nó phực lên, bạn cũng đã cháy hết mình. Bạn làm rất tốt và có một cái kết cục rất là đẹp. Xin khen ngợi. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Và xin mời giám khảo Mỹ Linh. Tôi thì tôi không lạ gì Nhật Thủy, bởi vì tôi biết ở ngoài thì bạn ấy rất là nữ tính. Thế nhưng mà hôm nay tôi không nghĩ là bạn lại có thể nhanh nhỡ như thế này. À, chắc là người nam chắc không biết từ nhành nhỡ, đúng không? Nhành... không, không biết đâu. Vâng, nhành nhỡ là một cái gì đó nó rất là khác với cái con người của bản ngã của họ lúc bình thường á. Và nó hơi này, kiểu ngông ngông ấy. Này thì Mỹ Linh ơi, anh là người Bắc mà anh cũng không biết chữ đó luôn. Thôi tôi đi về. Hai ông chèn ép tôi ghê quá cơ. Có chèn đâu, mỗi người ngồi xa thế nào chèn. Tôi các ông càng chèn ép. Gấm thì thôi cô cứ bùng nổ đi. Thì tôi nghĩ rằng là đúng thật là cái bài hát này, bản thân cái cô John Jess thì cái giọng của cô là khàn và dày. Nó rất là khác với giọng của em. Bù lại em lại có cái phần trình diễn hấp dẫn. Và mong rằng là em cũng sẽ tỏa sáng ở trong các cái vòng thi tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Và anh Hoài Linh thì có ý kiến như thế nào ạ?
Đối đi với Linh thì thật sự ra là Linh đang chờ một cái gì đó nó bùng nổ hơn từ Thủy. Và anh hy vọng là những tuần tới em sẽ may mắn bấm được những nhân vật mà nó phù hợp với em, thì hy vọng là em sẽ tỏa sáng hơn nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn Nhật Thủy. Quý vị nếu như yêu mến Nhật Thủy thì hãy nhắn tin bình chọn cho cô ấy bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp GM khoảng trống 03 và gửi về tổng đài 6370. Quý vị sẽ có cơ hội nhận được 2 giải thưởng hàng tuần dành cho 2 vị khán giả may mắn. Mỗi giải là một phiếu mua hàng trị giá 10 triệu đồng của nhà bán lẻ điện thoại, laptop, máy tính bảng FPT Shop. Kết quả sẽ được công bố vào gần cuối chương trình trên website www.gươngmặtthânquen.vn. Chúc quý vị khán giả may mắn. Và người nghệ sĩ tiếp theo sau đây là những